Vâng, xin kính chào các quý vị. Hôm nay tại shop Audi Hà số 5 ngõ 198 tại Hà, chúng tôi lại khui thùng dòng E800 sau những đợt dịch dã. Thì cái dòng này bây giờ mới được cập bến của Thiên Hà Audio. Và đây cũng là bản 50 năm của hãng Acoufe để dành cho các audio file. Và đây là một trong những bản integrate tốt nhất hiện tại đến bây giờ. Và nó đánh hoàn toàn mạch thuần Canada. Và trước mặt các bạn đây thì tôi vừa bóc thùng shop bên ngoài. Còn trong đây là hộp phụ kiện. Và hộp phụ kiện của E800 thì trang bị cho các bạn một cái remote và một cái dây nguồn nguồn siêu của hãng cộng thêm quyển cắt cơ lô. Đối với người Nhật thì thương hiệu Akofay là một top những thương hiệu hàng đầu của đất nước mặt trời mọc. Và luôn cho ra những dòng sản phẩm rất là đặc biệt về hình thức và đẹp lại còn hay và các bạn thấy cái sự đóng gói của người ta thì cũng rất là chuẩn chỉnh tức là rất là đơn giản tức là chỉ có đóng vào trong một cái hộp chống sốc sau đó đưa vào trên một cái tấm bìa như thế này và sau đó là trên này là có một cái vải khăn để che ra còn bây giờ thì tôi sẽ cùng nhân viên kỹ thuật là nhấc cái này lên trên kệ và chúng ta cùng trải nghiệm và đi cùng với dòng E800 này thì chúng tôi phù ghép với cặp loa nào? Vâng, trước mặt các bạn đây chính là cặp Diablo Utopia Đến từ hãng phò cổ của Pháp Đây là cặp loa bookshelf nhỏ nhất của hãng à, Trong cái phân khúc cao cấp nhất của cái dòng Utopia này Vâng, nói là nhỏ nhất thôi Nhưng mà nó cũng là một người khổng lồ của trong dòng loa hai n rồi Còn bây giờ thì tôi lại chuyển sang bên này Và chúng ta cùng rạch à, xem nha. cái dòng này như thế nào dòng utopia này thì như các bạn biết là một trong những dòng bookshelf nhưng mà nó lại có được một cái sự tiêu chí giống như là các dòng loa cột với giải trầm xuống rất là sâu và được trang bị luôn cho các bạn cả một hệ thống chân loa của hãng đi theo cùng thì các bạn biết thì đây là một tuy là một dòng loa bookshelf nhưng mà nó lại có một chất âm rất là hoàn hảo và bây giờ thì tôi đang bóc từng hộp này ra để cho các bạn có một cái sự cảm nhận thời gian bóc hộp này thì cũng tương đối là lâu và mất thời gian của các bạn nên tôi sẽ dừng YouTube tại đây và chúng tôi sẽ đưa cặp sản phẩm này lên trên kệ và chúng ta tiếp tục để xem cái sự khác biệt của dòng Buxel đến từ Pháp này khác những dòng Buxel khác ở điểm gì. Vâng, sau khi hệ thống cũng đã được đưa vào các vị trí thì đây là một bộ đôi thì các bạn nhìn qua thấy một phong cách rất style riêng của hãng Forco để dành cho cái dòng lỗ Utopia này. và nó có 7 phiên bản cho các bạn có sự lựa chọn với các màu và các định dạng của khác nhau nhưng đây một phiên bản mà tôi nhìn thì tôi lại thấy rất là đẹp vì nó có một màu trắng sữa cũng như là kết hợp với cả màu gỗ Neuer thì nó tạo được một cái độ mềm và nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ sang luxury của hãng còn với những dòng chép, dòng bát và giải tần âm thanh xuống thế nào thì chúng tôi sẽ dành cho các bạn vào YouTube kế tiếp. Còn hiện tại bên cạnh các bạn đây thì chính là dòng E800 Vâng, đúng các bạn thấy nhìn thấy đây là một chiếc âm ly trông nó rất là vững chãi và khổng lồ so với dòng Integrate Và nó chỉ có 50W mạch Canada 50W mạch Canada này thì nó sẽ kêu như thế nào và nó sẽ hát ra làm sao, nhạc tính như thế nào Thì các bạn hãy đợi vào Youtube tiếp tới nhé Còn bây giờ thì xin hẹn các bạn vào Youtube sau Cảm ơn các bạn đã xem Youtube của Thiên Hà Audio